Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 446 của Sốc Công Nghệ TND. Thưa các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật, Lương chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ vui vẻ, hạnh phúc và bình an bên người thân mọi người nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Chào các bạn, đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Phúc Huy. Anh ơi, em học lập trình có tầm 15 triệu thì nên mua laptop gaming hay Ultrabook? Nếu mua thì mua máy nào ạ? Chúc kênh ngày càng phát triển ạ. Em mới thực ra lập trình thì em chỉ cần một chiếc máy được trang bị RAM từ 8GB và có ổ cứng SSD, ít nhất là phiên bản trang bị chip Core i5 là ok rồi. Nếu có dòng Ultrabook thì em sẽ mua được những chiếc máy mới của các thương hiệu như của HP, của Asus hay của Lenovo. Trong tầm tiền này thì chúng ta sẽ mua được i5 đời 10 hoặc cố hơn một chút thì em sẽ mua được i5 đời 11. Đó là những chiếc máy được trang bị chip U. Còn nếu như mà em chọn những chiếc máy gaming thì em chỉ có thể mua những chiếc máy cũ đã qua sử dụng. Gaming thì sao? Chúng ta sẽ có CPU khỏe này, có cảm hình rời này, hỗ trợ em làm đồ họa, chơi game và lập trình tốt hơn so với dòng máy trang bị chip U. Thực tế thì rằng các dòng máy trang bị chip U vẫn có thể làm lập trình được em nhé. Nhưng nếu mà thêm gaming thì chúng ta còn thể chơi game và làm đồ họa. Cấu hình phần cứng thì chắc chắn nó mạnh hơn so với những dòng chip U. Ví dụ tầm khoảng 15 triệu thì em sẽ mua được chẳng hạn như là Dell G3 3579 này, Dell 7567 này, Asus TUF504GM này, Asus ITRO 5 phiên bản 2019, phiên bản trang bị i5 chẳng hạn. Đây đều là những chiếc máy cũ đã qua sử dụng, sẽ phân khúc tầm tiền từ 14 đến khoảng 16 triệu em nhé. Câu hỏi số 2 của bạn Trần Phi Long. Anh ơi, tầm 20 triệu học kỹ thuật ô tô dùng AutoCAD thì có máy nào ổn trong tầm giá? Em cảm ơn anh ạ. Kỹ thuật ô tô thì em cứ dọn những chiếc máy Mobi Quotation. Thứ nhất là những chiếc máy Mobi Quotation sẽ có trang bị phần cứng tốt, có khả năng chạy chịu tải cao, kèm theo các cổng kết nối bên ngoài rất đầy đủ. Nó sẽ hỗ trợ em kết nối các thiết bị ngoại vi sử dụng trong ngành ô tô. Và đặc biệt là độ bền của những chiếc Mobi Quotation nó rất cao. Tầm tiền khoảng 20 triệu thì em sẽ mua được những chiếc máy như Prison 7510, HP ZBook 15G3 hoặc là chiếc ThinkPad P50. Đây là ba chiếc máy chạm nổi tiếng nhất của các thương hiệu như vừa rồi anh đã nói. Và nó có khả năng nâng cấp RAM tối đa lên tận 64GB RAM, trang bị cả màn hình Quad Pro đấy và hỗ trợ i7 6820 hoặc 6920, thậm chí nó có cả chip Xeon, hỗ trợ trong công việc của em hoàn toàn tốt em nhé. Và em có thể tham khảo các bài đánh giá trên YouTube cũng như trên trang web công ty anh là 24laptop.vn. Câu hỏi số 3 của bạn Nguyễn Huy Anh. Cho em hỏi một chút về con i545, cái mặt bao quanh màn hình bằng nhựa hay bằng nhôm vậy anh? Nếu bằng nhựa thì dùng lâu có bị chóc vỏ giống như chiếc i520 không ạ? Em ơi, với phiên bản Ryzen i545 là vỏ của nó hoàn toàn bằng hợp kim nhôm em nhá. Và nếu dùng mà bị chóc vỏ thì chẳng qua là những cái hợp nhôm nó sơn chưa được kỹ và em có thể cọ. Nhiều bạn để ở ba lô ấy, nhưng mà đúng cái chỗ mà nó có bị chà nhiều lần thì có thể nó bị mòn ở một số đầu. Nhưng mà nếu mà em cẩn thận thì em cứ làm một cái bao chống xước. Đấy là cái bao chống xước, và khi em cho vào ba lô thì em cứ cho vào cái bao đó thì em dùng nó sẽ ổn định hơn, bền hơn. i520 thì vỏ của nó chỉ bằng nhựa thôi, còn i545 thì vỏ hợp kim nhôm em nhá. Câu hỏi số 4 của bạn Nam Baker. Em chào anh chị, có thể giới thiệu cho em một vài mẫu laptop gaming với cả GTX 1060 trong cửa hàng được không ạ? Trên trang web mình thì không có thanh tìm kiếm nên khó tìm quá, mong anh chị update thêm chức năng tìm kiếm ạ. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn em nhé. Thực ra cái website của anh thì nó thực sự là cổ đúng như anh. Bây giờ website đã được 12 năm tuổi rồi. Nó thực sự là cũng đang xây dựng lại, nhưng một website thì chúng ta sẽ mất cả năm để làm một chiếc web hoàn chỉnh. Bản thân anh cũng đang cố gắng để hoàn thành năm 2021 để chúng ta sẽ có một website tốt hơn. Trong tầm tiền 1060 thì anh đang có phiên bản như là Dell G7-7588 này, đang có Asus TUF504GM. Cả hai chiếc máy đều được trang bị i7-8750H, RAM 8GB SSD256 và GTX 1060. Với phiên bản 7588 thì anh đang bán mức giá là 18.900. Với chiếc Asus TUF504GM, anh đang bán mức giá đang sale giá cực kỳ tốt, đó là 16.900. Thì em có thể chọn hai chiếc máy này nhé, em nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Hùng Mạnh. Anh ơi, chỉ cho em một vài hãng keo tản nhiệt tốt với ạ và cách tra keo tản nhiệt đúng cách ạ. Như nhà anh thì anh đang dùng hơn chục năm nay thì anh vẫn dùng keo mới 4. Nếu mà em xem cách tra tản nhiệt đúng cách thì em xem các video bảo dưỡng của nhà anh trên YouTube ấy, thì có những bài hướng dẫn cực kỳ chi tiết. Mà keo thì chú ý là đừng có tra nhiều quá mà tra đúng cái trên mặt nưng của chip. Và cách bắt ốc thì em phải bắt cực kỳ chính xác, cân thì nó, cái quạt thì nó chạy. Cái phần tản nhiệt nó sẽ dẫn nhiệt tốt hơn em nhá, keo mới 4. Câu hỏi số 6 của bạn Cường Nguyễn. Anh ơi, Lenovo Legion 5 AMD 4800H với Acer Nitro 5 bản 2021 thì con nào mạnh hơn ạ? Em ơi, nếu bắt đầu công việc chơi game và làm đồ họa thì chắc chắn là với chip AMD G7 4800H, nó có 8 lõi 16 luồng. Nó sẽ hỗ trợ em render cũng như chơi game ok, ngon lành hơn. Trong khi đó thì với phiên bản Legion 5, phiên bản i5 thì chỉ có chip của nó chỉ có 4 lõi 8 luồng thôi. Thực ra thì nó yếu hơn rất là nhiều so với chiếc Legion 5 em nhé. Với phiên bản Acer Nitro 5 thì chúng ta sẽ có phiên bản i5 và i7. i7 thì nó sẽ có 6 lõi 12 luồng, nhưng với số nhịp thấp hơn
xung nhịp, mặc dù là chiếc chip AMD xung nhịp thấp hơn nhưng cái số lõi số luồng nó khỏe hơn. Chính vì thế là các tác vụ render, đồ họa, chơi game thì cấu hình nó chênh hơn hẳn so với phiên bản i5 hoặc i7 của trang bị chip Intel em nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Thanh Hiền La Trần. Chào anh Lương, em có chiếc MacBook Pro 2017 bản Tut 3, em muốn lên đời Mac Pro M1, anh có thể hỗ trợ em được không ạ? Em cảm ơn anh Lương. Em ơi, với phiên bản Pro 2017 thì em cứ mang qua cửa hàng nên anh kiểm tra ok, anh sẽ nhập lại cho em giá thị trường đúng như giá cửa hàng đang bán thì chắc chắn hỗ trợ em rất là tốt. Còn với phiên bản Pro M1 thì anh đang bán phiên bản là 8GB D256 đang bán mức giá là 30.800.000 em nhé. Ngoài ra thì anh có cả phiên bản trang bị RAM 16GB D256 và 16GB D512 giá hơn 30.000.000 mạng em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn Wick Dream. Anh ơi, Dell 3583 thì chơi game ok không ạ? Em ơi, với chiếc máy này thì được trang bị dòng CPU, trang bị chip U thì thực tế thì nó chỉ chơi game và hiệu năng đồ họa ở mức tầm trung thôi. Với những tựa game nhẹ thì hoàn toàn chơi ok, còn với những tựa game chuyên nghiệp, offline, online thì không thể chơi được em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Hữu Đạt Phạm. Em đang dùng chiếc Dell Latitude E6440, máy em bị chai pin, rút ra là sập luôn. Em định thay thì có hỏi chỗ sửa, người ta bảo là không nên thay, vì có thay thì cũng chai nhanh. Theo anh thì có nên thay không ạ? Em cảm ơn và chúc anh sức khỏe ạ. Chả làm sao là cửa hàng sửa chữa lại khuyên em không nên thay, anh không hiểu luôn. Em ơi, nếu mà thực sự mà em cần pin thì cứ thay vào dùng cho nó an toàn, bởi vì khi chúng ta mà đang dùng không may mà chúng ta bị mất điện chẳng hạn, các chương trình và phần mềm chúng ta đang sử dụng trên máy tính mà bị mất như thế thì nó rất là dở dang công việc. Nếu cần thiết thì em lên thay pin. Pin thì pin mới thay làm sao mà chai được, còn nếu mà cách dùng pin thì cũng đơn giản thôi. Em vừa dùng vừa sạc hoàn toàn bình thường. Đối với pin mới khi em mua về, em dùng thật đầy cho anh 3 lần, xả pin, xả hết 100%, từ 100% xả hết xuống 1-2%, em lại cắm sạc như thế, cắm 3 lần xả sạc đều cho anh như thế. Trong một tuần 5 ngày em xả pin cho anh một lần, cũng giống như thế kia, 100% pin thì xả xuống còn 4-5%. Và khi không sử dụng máy nữa thì em rút sạc ra, tắt máy đi, gập máy xuống, bảo quản nơi khô ráo. Pin như thế thì nó sẽ bền em nhá. Và không nhất thiết là khi chúng ta thay pin mà chúng ta phải tháo pin bỏ ra ngoài, bởi vì làm như thế nó rất bất tiện và phản khoa học em nhá. Câu hỏi số 10 của bạn TKB. Chú ơi, chú có thể đánh giá cho cháu chiếc Lenovo Legion 5 bản Ryzen 5 4600H GTX 1660 Ti được không ạ? Ngoài ra thì trong tầm giá từ 20-25 triệu thì có con nào tốt hơn con vừa nãy không ạ? Cháu dùng chủ yếu là để chơi game Liên Minh Huyền Thoại, CSGO, GTA 5 và Far Cry 5 ạ. Em ơi, đối với tất cả những cái tựa game này này, chiếc Lenovo Legion 5 nó đều trang bị phần cứng và hoàn toàn đáp ứng tốt khi em chơi game và làm đồ họa. Với phiên bản R5 4600H, CPU sẽ có 6 lõi 12 luồng và GTX 1660 Ti chúng ta sẽ có 6GB DDR6. Hầu hết những tựa game tại thị trường như game em nói đây thì hoàn toàn chơi được. Liên Minh thì chơi Max FPS luôn, PUBG cũng có thể chơi được em nhé. Và với tập tiền này thì chúng ta sẽ có những chiếc máy như là Acer Nitro 5 này, Dell G5500 này. Với những chiếc Asus TUF chẳng hạn thì nó cũng cạnh tranh trực tiếp với phiên bản Lenovo Legion 5. Lenovo Legion 5 thì được cái là tản nhiệt của nó rất là tốt và chất lượng bàn phím thì anh thấy cũng khá là ok. Nói chung chiếc máy này bán cực kỳ chạy tại thị trường em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Đức Trung. Bác ơi, cho em hỏi Mac Pro 2015 13 inch MF839 thì có nên mua không? Và liệu có dùng được đến 4 đến 5 năm không ạ? Trong tầm giá đấy so với những chiếc máy Win thì thế nào? Em chuyên bên audio và chủ yếu dùng MacBook. Audio thì mình nghĩ là bạn lên dùng chiếc MacBook này hoàn toàn ổn. Với chi phí đầu tư từ khoảng 15 đến khoảng 17 triệu đối với tùy cửa hàng đang bán và chất lượng máy nó như nào thôi. Còn thực ra chiếc máy được sản xuất là 2015 thì mình nghĩ đây là một chiếc máy cũng rất là bền và ổn định. Bản thân mình cũng là người bán hàng và cùng nghề như của bạn. Một chiếc MacBook thì thông thường bản thân mình cũng đang dùng chiếc 2014 này. Đây cũng đang dùng, nói chung là chinh chiến khá là lâu rồi. Thì máy hiện nay mà đang sử dụng tốt. 2015 cả đối với con 13 inch thì nó cực kỳ bền, bạn chỉ cần vệ sinh bảo dưỡng định kỳ và biết cách dùng thôi. Thì mình nghĩ là bền trong khoảng 4 đến 5 năm là hoàn toàn thoải mái. Mà làm audio thì kể cả chúng ta để ở cửa hàng mà cái chất lượng âm thanh của MacBook cũng rất là tốt, chất lượng kết nối âm thanh ra bên ngoài cũng rất là tốt và đặc biệt là bảo mật phần cứng. Phần cứng cũng như hệ sinh thái của nó bảo mật cực kỳ cao nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm bạn nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Nguyễn Hữu Việt Hoàng. Chú ơi, cho cháu hỏi hiện tại thì Dell XPS 15 9550 bản i5 dùng để học đồ họa 2D có ổn không ạ? Với cửa hàng mình có nhận giao máy đến Bắc Giang không ạ? Và chính sách mua hàng thì như thế nào ạ? Với phiên bản Dell XPS 9550, đây là một trong những chiếc máy thiết kế sang trọng, mỏng nhẹ nhưng vẫn có hiệu năng cao bởi được trang bị chip HQ. Với các chính sách bán hàng ở xa mà các bạn không đến cửa hàng kể cả ở Bắc Giang, hàng sẽ được giao qua bưu điện. Bưu điện sẽ giao hàng tận nhà cho bạn, kiểm tra hàng ok thì em thanh toán cho anh. Nếu như em thanh toán trước thì cửa hàng sẽ free ship, không mất tiền. Còn nếu mà thanh toán sau thì bưu điện sẽ thu tiền trực tiếp của em và nó gọi là hình thức COD. Em sẽ phát sinh thêm cái phí ship giao hàng của bưu điện em nhé. Số 13 của bạn Thiện Bùi.
Anh cho em hỏi chiếc Dell 5502 Core i5-1135G7 với Dell chip Ryzen 7 4700U thì con nào bền và khỏe hơn ạ? Em dùng văn phòng với chơi game nhẹ thôi ạ. Chiếc Dell 5502 thì ngày hôm qua anh cũng đã giới thiệu. Thực ra các phiên bản i5 thì nó tối ưu rất là tốt, kể cả công việc lập trình cũng cực kỳ ok. Cái số nhân trên dòng 5502 ấy, thì cái số nhân của nó ít hơn so với dòng AMD Ryzen 7 4700U, nhưng lại được trang bị thêm đó là Iris Xe Graphics. Nếu mà về nói với khả năng đồ họa thì anh nghĩ là với phiên bản i5 nó được tích hợp Iris Xe Graphics, nó sẽ hỗ trợ tốt hơn so với phiên bản trang bị chip đó là Ryzen 7 4700U chỉ được trang bị AMD Radeon Graphics thôi. Nó chỉ tương tự như UHD Graphics 620 trong một số các tác vụ sử dụng các phần mềm mà cần đến đồ họa nhé, về xử lý của card đồ họa on ấy, thì với phiên bản i5 nó sẽ trang bị tốt hơn. Nhưng mà số nhân, số lõi của Ryzen 7 4700U thì lại khỏe hơn so với i5-1135G7. Nói chung là cũng được cái nọ thì mất cái kia. Nói chung là với các dòng thế hệ CPU của Ryzen thì cũng khá là tốt và trang bị chip cũng rất là mát, hỗ trợ đồ họa tương đối là ok. Chỉ có điều là chưa được tích hợp cái phần card đồ họa thì yếu hơn một chút so với phiên bản trang bị i5. Nói chung có 1-9-1-10 em thích chiếc máy nào thì em hỗ trợ. Còn nếu mà em chơi game thì chắc chắn là với phiên bản i5 kia nó trang bị Iris Xe Graphics, nó sẽ hỗ trợ chơi game tốt hơn so với dòng trang bị chip AMD mà chỉ được trang bị Radeon em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Bảo Đỗ. Anh ơi, em đang phân vân Acer Aspire 7 41G 2020 với Acer Nitro 5 2019 thì con nào hơn ạ? Thực ra thì chiếc Acer Nitro 5 nó là chiếc máy trang bị chip gọi là đậm chất gaming. Có lẽ thiết kế bên ngoài, xin lỗi em, là cái thiết kế bên ngoài đậm chất gaming. Trong khi đó là phiên bản Acer Aspire 7 thì chúng ta sẽ thấy là một chiếc máy thiết kế khá hiền nhưng lại được tích hợp về phần cứng và làm đồ họa thì tương đối tốt. Nếu với phiên bản 2020 thì em sẽ thấy là được trang bị chip cũng rất là cao và hỗ trợ cả đồ họa. Đấy. Nhưng mà nếu mà để chuyên vào phần cứng thì với chiếc Acer Nitro 5 nó sẽ đáp ứng chơi game tốt hơn. Anh khẳng định là như vậy. Nhưng mà kiểu nhiều người thì không thích một chiếc máy nó thiết kế kiểu quá ngầu chẳng hạn. Trong môi trường mà các em đi làm đi học thì nhiều người sẽ chọn Acer Aspire 7. Thì em có thể chọn theo nhu cầu em nhá. Câu hỏi số 15 của bạn Trần Nguyên. Học thiết kế đồ họa Photoshop AI Lightroom thì Dell Ryzen 5520 hay Aspire 7 được hơn ạ? Với phiên bản Aspire 7 thì chúng ta sẽ có trang bị cấu hình mới hơn một chút, mới hơn nhiều đấy các bạn ạ. Mới hơn nhiều bởi được sản xuất là 2020. Trong khi đó chiếc Dell Ryzen 5520 được sản xuất 2017. Và với tầm tiền thì chắc chắn là chiếc 5520 kể cả là máy cũ 2017 nó cũng sẽ hơn tiền so với Acer Aspire 7. Với chất lượng phần cứng thì em sẽ thấy là cái Ryzen 5520 đây là chiếc máy chạm chuyên nghiệp dành cho kỹ sư đồ họa và chuẩn màu trên màn hình của nó cũng cực kỳ cao, thiết kế mỏng nhẹ sang trọng. Nếu mà so phân khúc máy thì nó đẳng cấp hơn nhiều so với Acer Aspire 7. Và trang bị cảm hình Quad Pro sẽ hỗ trợ đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết và trong lĩnh vực kỹ thuật nó sẽ tốt hơn so với chiếc Acer Aspire 7. Nói chung đây là lại so một chiếc máy hạng sang với một chiếc máy hạng trung thì nó cũng rất là khó. Nhưng bù lại thì chiếc Acer thì chúng ta sẽ có cấu hình phần cứng mới hơn và là máy mới và giá thành rẻ hơn. Còn nếu mà thuần về kỹ thuật mà yêu cầu khắt khe về màn hình, đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết thì chiếc Dell Ryzen nó sẽ hơn em nhá. Còn nếu mà thiên về cấu hình giá rẻ thì Acer Aspire 7 sẽ hơn. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay. Và cứ 2 ngày thì shop chúng tớ sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị và các bạn vui lòng đặt câu hỏi dưới các topic này. Chúng tớ sẽ trả lời trực tiếp qua tin nhắn, trả lời trực tiếp qua những video này. Và tư vấn trực tiếp với mình thì gọi điện thoại cho mình là 077-357-4-9 ở cuối các bạn nhé. Và cửa hàng có 2 fanpage để tư vấn thêm cho các bạn. Đó là shop công nghệ TD tại Sài Gòn và Bệnh viện Laptop Hà Nội tại Hà Nội để các bạn có thể inbox tư vấn trên đó. Hy vọng là mọi người ủng hộ kênh công nghệ TD bằng cách là đăng ký kênh và nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin về laptop nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.